Quá thông minh. Bạn đi kiếm mồi ấy, bạn đi ở ngay trên thùng rác, trên cái túi rác này này. Thì khi mà bạn ấy ở trên cái túi rác này thì là khi mà ruồi muỗi cái thứ nó vào đây thì bạn ấy ăn luôn. Ban đầu là bạn ấy ngồi ở trên cái chỗ rác này, bạn ấy ngồi chồm hổm ở ngay trên chỗ rác này. Thế xong bắt đầu cứ ruồi mấy muỗi vào một cái là bạn ấy bắt luôn. Thế nhưng lúc mà khi mình ra thì bạn ấy sợ quá, bắt đầu theo cái phản ứng tự vệ bạn ấy nhảy lên đây này. Thế nhưng mà chúng ta có thể là học bạn ấy ở một cái là cóc kiếm mồi cũng như con người kiếm tiền. Mình lên ở cái chỗ mà dòng tiền nó chảy qua thì mọi thứ rất nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Trong khi các bạn cóc khác ấy thì sẽ phải chạy tìm mồi, nhưng mà bạn này bạn ấy ngồi trên thùng rác thì đầy ruồi đầy muỗi đầy các thứ luôn, cứ ngồi thế xong bắt đầu cứ thế ăn no thôi, không phải mất công nhiều. Nói chung mình nghĩ là đây là một cái cách kiếm mồi rất là thông minh, bởi vì thùng rác thì rất nhiều ruồi muỗi luôn, túi rác rất nhiều ruồi muỗi luôn, bạn ấy cứ ngồi ngay trên chỗ đống rác này xong ruồi muỗi ra bạn ấy bắt luôn, là cực kỳ thông minh luôn đấy. Cóc này các bạn ấy ngồi canh như thế này, bắt muỗi như thế này, đây là nhìn thấy cóc chưa, nhìn thấy chưa, các bạn ấy bắt ruồi muỗi như thế này thì ruồi muỗi nào mà ấy cho chứ phải. Đây có hai bạn này, một bạn này đấy, một bạn thì ở trên túi này bụng ẫy nhá này, một bạn nữa là ở đây này đấy. Toàn ngồi ở trên nóc thùng lắp nóc túi rác xong bắt đầu chờ ruồi muỗi vào, cực kỳ thông minh luôn đấy. Xong bắt đầu cứ thấy là ngồi một lúc xong thì thấy các bạn ấy căng hết cả bụng ra, căng tròn hết cả bụng ra, một cái cách kiếm mồi rất là thông minh so với cả nhiều bạn cóc khác ấy.